Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay Thanh Mai rất là vinh hạnh được làm hướng dẫn viên để giới thiệu cho gia đình chúng ta chương trình tham quan khám phá thành phố Mỹ Tho. Thành phố Mỹ Tho thì cách thành phố Hồ Chí Minh chỉ tầm 70 km thôi các bạn. Nếu mà chúng ta di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi theo đường cao tốc xuống dưới đây thì khoảng 1 tiếng 30 phút. Thành phố Mỹ Tho là thành phố lớn thứ hai ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nó chỉ đứng thứ hai sau thành phố Cần Thơ. Đến với Mỹ Tho thì Thanh Mai sẽ đưa gia đình chúng ta đi uống trà, thưởng thức mật ong, sữa ong chúa. Và sau đó thì sẽ đi xe ngựa, đi khám phá xung quanh những cái hòn đảo của Mỹ Tho. Tại thành phố Mỹ Tho thì chúng ta sẽ đi thuyền trên sông, sau đó chúng ta vào trong đảo để tham quan. Thì ở thành phố Mỹ Tho có 4 hòn đảo với tên gọi của 4 con vật linh thiêng, đó là Long Ly Quy Phục. Gia đình chúng ta sẽ được đi xe ngựa như thế này ha. Ngồi trên xe ngựa và chúng ta có thể ngắm được quang cảnh xung quanh của nhà người dân. Chúng ta có thể thấy được rất là nhiều vườn trái cây với đủ loại quả. Trên con đường này thì các bạn thấy không, hai bên đường có rất là nhiều quả nhãn ha. Đó, mùa này đang là mùa nhãn, thế nên là có rất là nhiều nhãn. Du khách có thể đi bằng xe ngựa như thế này để khám phá đảo. Và du khách cũng có thể đi bằng xe điện. Thanh Mai đang đi du lịch cùng với một đoàn khách Philippines, 22 người Philippines, rất là dễ thương. Trong khu vực châu Á như chúng ta thì người Philippines họ rất là thân thiện. Và đây là Thăng Long đó các bạn. Thăng Long này là Thăng Long ruột đỏ nha. Đó, Thăng Long ruột đỏ ở đây thì ăn rất là ngọt. Và Thanh Mai đang đi du lịch, bây giờ là tháng 10. Và hôm nay là ngày 8 tháng 10, thế nên là cái mùa này Thăng Long ở đây rất là nhiều. Và Thanh Mai đang thưởng thức thử cái Thăng Long ruột đỏ ở đây như thế nào. Thì Thăng Long ruột đỏ ở đây ăn rất là ngọt các bạn. Thanh Mai cũng ủng hộ người nông dân ở đây. Thanh Mai cũng mua 3 kg, cũng mang về lại Sài Gòn và cũng ăn. Tại vì Thăng Long thì nó không có quá nhiều đường và rất là phù hợp cho những người nào mà muốn giảm cân, hoặc là những cái người mà có vấn đề về tiểu đường thì Thăng Long là một loại trái cây rất là hữu hiệu để giảm cân, cũng như là chúng ta không có sợ quá nhiều đường. Sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển vào một hòn đảo khác, Cồn Phụng. Chúng ta thưởng thức các loại trái cây miệt vườn ở đây. Người dân ở đây thì có cái loại sản phẩm trái cây theo mùa gì thì người ta sẽ phục vụ du khách cái loại trái cây đó. Và ở trong cái khu vực này thì có rất là nhiều những cái cửa hàng bán giỏ sách như thế này các bạn. Giỏ sách thổ cẩm ở đây thì làm bằng tay hoặc là làm bằng máy, nhưng mà giá cả thì họ bán rất là hợp lý, rất là rẻ. Nói chung là 50.000, 60.000, 100.000, hoặc là mắc hơn thì cũng có loại 400-500.000, tùy vào cái chất lượng. Họ bán rất là nhiều đồ cho khách du lịch, bán trái cây. Chúng ta được thưởng thức đàn ca tài tử, một trong những cái nghệ thuật của người miền Tây rất là nổi tiếng. Các cô gái miền Tây nổi tiếng là cao ráo và xinh đẹp duyên dáng, trong những tà áo dài thướt tha
mang vóc dáng đặc trưng của người con gái Việt Nam, sẽ luôn luôn hát những bài hát đặc trưng của người miền Tây, hoặc là những cái giọng hò, những điệu cải lương phục vụ cho du khách quốc tế cũng như là du khách Việt Nam. Thông thường mà Thanh Mai xuống Mỹ Tho đó, thì Thanh Mai sẽ cho khách uống mật kỳ lân. Mật kỳ lân là một trong những cái lò mật rất là chất lượng, rất là tốt. Rồi Thanh Mai đang ở trong khu vực Bến Trương Dương. Trong khu vực này thì phục vụ đàn ca tài tử cũng như là những có những cái cô ca sĩ rất là đẹp, rất là duyên dáng và hát rất là hay. Du khách nước ngoài thì sẽ được thưởng thức những cái giọng ca của những cái điệu hát của người miền Tây. Còn trong khi đó thì người Việt Nam, du khách Việt Nam có thể giao lưu với những cái cô ca sĩ này. Sau đó thì các bạn được đi đò chèo dọc theo những cái con rạch rất là dễ thương. Đây là đoàn của Thanh Mai hiện tại đang đi dọc theo những cái con rạch như thế này. Đây là một cái con rạch tự nhiên. Cái con rạch tự nhiên này nó nối từ khu vực Bến Trương Dương ra ngoài sông lớn của sông Tiền Giang. Sông Tiền Giang là một nhánh của sông Mekong đó các bạn. Sông Mekong là một cái con sông dài thứ 10 trên thế giới và nó đứng dài thứ 2 ở trong khu vực châu Á. Sông Cửu Long hay còn gọi là sông Mekong bắt nguồn từ Tây Tạng, sau đó đổ qua Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Thì sông Cửu Long hay còn gọi là sông Mekong tại sao nó lại có tên là Mekong và tại sao nó có tên là Cửu Long? Mekong thật ra là nó là tên của quốc tế đó các bạn, bắt nguồn từ tiếng địa phương của người Thái Lan. Mê có nghĩa là mẹ, công có nghĩa là vĩ đại. Mekong có nghĩa là một người mẹ vĩ đại. Trong khi đó, khi mà dòng sông Mekong qua đến địa phận của Việt Nam thì dòng sông Mekong chia ra làm 9 nhánh, giống như 9 con rồng. Chính vì vậy mà người dân chúng ta gọi nó có tên là Cửu Long. Cửu có nghĩa là 9, Long có nghĩa là rồng, Cửu Long có nghĩa là 9 con rồng. Đoàn của Thanh Mai đang đi đò chèo trên một cái kênh tự nhiên như thế này. Kênh tự nhiên như thế này thì có độ dài khoảng 2 km và sâu tầm là 3 mét. Thì tùy vào thủy triều, cái mực nước ở cái kênh này có lúc lên và có lúc xuống. Nếu xuống thì có thể xuống 2 mét, và lên nhiều khi cũng có thể lên đến 2-3 mét. Và hiện tại lúc này Thanh Mai đang đi thuyền. Bây giờ là tầm khoảng 12 giờ trưa. Hôm nay nước lên cao, thế nên là mặc dù là trên cái con rạch này có rất là nhiều đò chèo, tuy nhiên là tại vì nước lớn, thế nên là cái việc đi lại cũng không quá vất vả cho những cái người đò chèo. Bình thường mà nếu như mà khi mà nước xuống đó, thậm chí có những lúc mà nước rất là cạn, có kể cả bùn luôn á, thì rất là vất vả cho những cái người chèo đò. Những cái người làm nghề chèo đò trên cái sông này là luôn phục vụ cho khách du lịch. Nếu mà mùa cao điểm á, thì một ngày họ có thể chèo tầm khoảng 3 chuyến đó. Nhưng mà cái mùa thấp điểm á, thì mỗi ngày á, mỗi người chỉ có được chèo một chuyến thôi, thậm chí nhiều khi là không có được chuyến nào cả. Và những cái người tham gia vào trong cái công tác chèo đò này, họ là người dân địa phương ở trong cái khu vực này. Ngoài cái thu nhập từ cái việc đò chèo ra thì người ta còn nuôi thêm những cái con gia súc ở trong vườn, hoặc là người ta có trồng trái cây ở trong vườn để tăng thêm thu nhập. Và
Rất là nhiều người trong họ cũng lập ra những cái trại ong để mà nuôi ong, lấy mật, lấy phấn hoa và lấy sữa ong chúa. Các bạn thấy không? Rất là đẹp đúng không? Đó, đò chèo rất là đẹp luôn. Hôm nay thiên nhiên buổi sáng có ưu ái một chút cho đoàn của Thanh Mai, đó là trời không quá nắng. Hôm nay trời khá là mát mẻ. Mặc dù là nếu mà trời nắng thì trên đò chèo người ta chuẩn bị rất là nhiều nón cho chúng ta. Một cái đò chèo như thế này thì 4 hoặc 5 người có thể ngồi được. Nhưng mà để thuận lợi cho những cái người chèo đò thì tốt nhất một cái đò chèo như thế này chúng ta chỉ nên ngồi 4 người thôi. Và trên một cái đò như thế này thì có 2 người chèo đò và họ đã chuẩn bị sẵn 4 hoặc 5 cái nón cho du khách. Chúng ta có thể mượn và sau đó chúng ta phải trả lại khi mà chúng ta kết thúc cái đò chèo. Đây là Thanh Mai. Thanh Mai có một cái nón là Thanh Mai có thể gập vào và mở ra, rất là dễ dàng cho cái việc đi du lịch. Và tại vì là trời rất là nắng, thế nên là đội cái nón mà rộng vành một chút thì có thể là bảo vệ được làn da của mình. Và Thanh Mai cũng không quên là mượn thêm cả cái nón của người ta nữa, thế nên là Thanh Mai đội một lúc 2 cái nón. Còn cái cô chèo đò đó thì là cái cô ngồi phía sau á, thì sau khi kết thúc đò chèo xong thì các bạn tham quan vào cái lò làm kẹo dừa. Dừa vốn là đặc sản của miền Tây, chính vì vậy nên là các bạn dù đi tham quan chương trình Mỹ Tho, hay các bạn đi tham quan chương trình Bến Tre, hay là các bạn đi tham quan chương trình Cái Bè, hoặc những cái chương trình khác, thì chắc chắn là các bạn luôn luôn được đi tham quan những cái lò kẹo dừa như thế này. Đó. Kẹo dừa như thế này là 80% là nguyên chất dừa, và sau đó là 10% đường và 10% mạch nha, nấu trong vòng 45 phút thì sẽ tạo ra một cái dung dịch rất là đặc quánh, và đó chính là kẹo dừa. Sau thời gian đi tham quan mệt mỏi xong thì du khách sẽ được vào trong những cái nhà hàng để mà dùng cơm trưa. Ở miền Tây có rất là nhiều nhà hàng nổi tiếng, rất là nhiều nhà hàng mới rất là đẹp, nhưng mà đối với Thanh Mai thì Thanh Mai luôn thích cái nhà hàng này. Cái nhà hàng Tân Cùng Quy này là cái nhà hàng của anh Thành, một trong những cái chủ nhà hàng rất là dễ thương. Đó, anh ấy phục vụ tất cả các món ăn rất là ngon, rất là nhiều món, nhưng mà giá cả rất là hữu nghị. Đó là lý do tại sao mà Thanh Mai cho khách xuống với miền Tây thì chắc chắn một điều là Thanh Mai sẽ đặt cho khách của mình ăn trong nhà hàng của anh Thành. Nhà hàng nằm ở ngay trong bờ sông luôn, nên du khách vào trong đây, du khách ăn trưa thì có thể ngồi ngắm bờ sông, ngắm sông, ngắm cảnh. Vào cái mùa sen thì sen ở xung quanh nhà hàng nở rất là đẹp, nhưng mà Thanh Mai đi vào cái mùa này thì gần như là sen đã tàn rồi. Đó, thế nên là chúng ta không thấy được nhiều sen. Đặc sản của miền Tây, nếu như các bạn đến đây thì nhất định là các bạn phải ăn xôi chiên phồng. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây là cái sản phẩm là xôi chiên phồng ha, và cá tai tượng. Đó là hai cái đặc sản rất là nổi tiếng ở miền Tây, mà khi mà chúng ta đi du lịch bất cứ một cái địa điểm nào ở miền Tây thì chúng ta bao giờ cũng được thưởng thức xôi chiên phồng và cá tai tượng. Cá tai tượng thì sử dụng là ăn với bánh tráng, cuốn với lá bún, rau, quả thơm hoặc quả dứa đó, các loại ngò, và cá tai tượng bỏ vào trong. Cá tai tượng là chiên xù đó. Đó, cái tai tượng chiên xù thì được quấn ở trong cái bánh tráng và sau đó là chấm vào đây làm mắm me nè các bạn. Nhất định là phải chấm vào mắm me nha. Thì khi các bạn vào trong nhà hàng đó thì các cô tiếp viên của nhà hàng sẽ phục vụ rất là tận tình. Đó, sẽ quấn bánh tráng cho chúng ta. Đó, quấn cho mỗi người một vài cái như vậy để cho chúng ta biết, đặc biệt là đối với du khách nước ngoài đó, thì chắc chắn một điều rằng là người ta đến Việt Nam người ta sẽ không biết được cách mà ăn cá tai tượng. Chính vì vậy là tất cả những cái cô phục vụ trong nhà hàng này là luôn luôn giúp đỡ du khách, chỉ cho du khách là cách ăn,
quấn bánh như thế nào cho ngon, và ăn như thế nào, chấm với mắm me như thế nào. Cá tay tượng là một loại cá, ví dụ như cái con cá này nè các bạn, thì độ tuổi nó khoảng tầm 4-5 tuổi. Cá tây tượng không giống như cá diêu hồng hoặc là không giống những cái loại cá khác. Những cái loại cá khác thì người nông dân có thể sử dụng những cái thuốc đồ ăn tăng trọng để mà nuôi những cái con cá nhanh, rất là lớn, rất là nhanh và bán rất là nhanh. Nhưng mà đối với những cái con cá tây tượng này thì không có được như vậy, mà cái sự phát triển của nó lâu hơn, nó ăn những cái đồ ăn, thức ăn tự nhiên. Đó, chính vì vậy mà cá tây tượng là gọi là nó lành mạnh và nó khỏe, tức là nó không có gây hại cho cơ thể của chúng ta, là một con, những loại con cá rất là tốt. Và khi mà chúng ta ăn thì thịt của con cá rất là dai, bởi vì tất cả những cái con cá tay tượng được phục vụ trong nhà hàng ở miền Tây đều được bắt sống lúc mà nó đang còn sống và chiên xù lên. Đó, ở đây thì có xôi chiên phồng ha. Xôi chiên phồng thì sẽ được cắt ra và cho du khách là thưởng thức. Thì cái cách làm xôi chiên phồng đó là các bạn phải nấu xôi lên trước, sau đó là các bạn giã nhuyễn xôi ra thật thật nhỏ, và sau đó là các bạn trộn với lại đường, và các bạn sau đó các bạn chiên lên thì mới thành cái xôi chiên phồng như thế này nha. Còn nếu các bạn mà lấy cái bột nếp mà các bạn chiên lên thì chắc chắn một điều là nó sẽ không bao giờ phồng lên được như thế này, mà các bạn phải nấu xôi chín lên trước rồi các bạn mới giã nhỏ ra, giống như chúng ta ăn bánh dày vậy đó các bạn. Đó ha, thì chúng ta phải giã thật là nhuyễn ra, sau đó là chúng ta mới chiên phồng lên thì nó mới có thể phồng to ra được như thế này. Có thể là người ta có thể cho thêm một ít bột phồng, bột nở, nhưng mà thực ra là nếu như các bạn không có nấu chín xôi lên rồi các bạn chiên thì chắc chắn nó cũng không sẽ không phồng to và đẹp được như là cái cách mà người miền Tây họ làm đâu các bạn. Thanh Mai đi du lịch miền Tây rất là nhiều, và Thanh Mai thấy tận mắt người dân ở đây họ chiên, và Thanh Mai đã học cái cách chiên xôi như thế này. Đó, thì Thanh Mai cũng chia sẻ với chúng ta để cho những cái bạn nào mà có nhu cầu làm xôi chiên phồng, một trong những cái đặc sản nổi tiếng của người miền Tây, thì các bạn cũng có thể làm ở nhà ha. Đó, thì đến với khu vực Mỹ Tho thì các bạn ngoài được thưởng thức những cái món, hai món nổi tiếng này ra, thì các bạn có thể được thưởng thức cái món những cái đồ ăn khác nhau. Tôm ở đây cũng rất là ngon, và trong cái nhà hàng này phục vụ đồ ăn rất là ngon. Nếu mà các bạn muốn đi du lịch miền Tây á, thì có rất là nhiều sự lựa chọn cho chúng ta. Nếu các bạn đi gần á, thì chúng ta đi Mỹ Tho như là cái chương trình Thanh Mai chia sẻ cho chúng ta nè. Đó, thì chỉ là chạy xe khoảng 1 tiếng rưỡi thôi. Nhưng mà nếu các bạn đi Bến Tre thì xa hơn, các bạn phải đi hơn 2 tiếng. Còn nếu các bạn muốn đi xa hơn nữa và muốn được ngắm chợ nổi Cái Bè đó, thì các bạn có thể đi Cái Bè. Và các bạn có thể là đi chương trình Cần Thơ để tham quan chợ nổi Cái Bè và chợ nổi Cái Răng. Ngày hôm nay thì Thanh Mai đi tour buổi sáng, trời rất là đẹp. Nhưng mà tại vì bây giờ đang là thời gian tháng 10, thế nên là buổi chiều á, thông thường buổi chiều là đang là mùa mưa mà các bạn. Miền Nam Việt Nam là mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 cho đến cuối tháng 11. Thế nên là bây giờ đang là mùa mưa, thế nên là đôi khi vô tình chúng ta sẽ gặp được những cái con mưa rất là bất chợt. Và mưa ở miền Nam